Hồn bay phách lạc. Ngày xưa có người tên Trương Ba, tuổi còn trẻ nhưng đánh cờ tướng rất cao tay. Nước cờ của anh không mấy người trong thiên hạ địch nổi, tiếng lành đồn xa. Nhiều vị nổi tiếng cao cờ thường tìm đến tận nhà Trương Ba để tỉ thí. Nước cờ này dù có đế thích xuống đây cũng đừng có hòng gỡ nổi. Để xem kẻ hỗn xược dám xúc phạm đến thần cờ đế thích ta là ai. Ta đã có cách để giải nước cờ này. Nước cờ của cụ thật đáng nể phục, trong một chốc đã có thể giúp ta chuyển bại thành thắng. Bực thật, tự nhiên có ông cụ ở đâu đến làm mình lâm vào thế bí. Nhìn dáng vẻ ông cụ không giống người thường, nước cờ lại cao thâm đến vậy. Lẽ nào là... Ngài hẳn là đế thích đây rồi. Tôi người trần mắt thịt, không sớm nhận ra ngài. Ha 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 ha, ta nghe nhà ngươi tự phụ là cao cờ, nên muốn xuống xem cho biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta đã quá ngạo mạn rồi. Ngài là bậc thánh thần, xin bỏ qua cho. Ngài không hổ danh là thần cờ, ta thật sự nể phục ngài. Hy vọng tháng ngày sau có cơ hội được ngài chỉ giáo. Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành, vậy ta cho một nén hương này. Mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một cây, ta sẽ xuống. Từ đó Trương Ba thỉnh thoảng lại dọn cổ mời thần đế thích xuống chơi. Cả hai cùng nhau đàm đạo chuyện cờ tướng. Mình ơi, sao mình đột ngột ra đi, bỏ lại mẹ con tôi thế này. Một tháng sau, sao lại có nén nhang ở đây thế này? Chuyện gì thế này? Trương Ba đâu rồi? Nhà tôi mất đã gần một tháng nay rồi. Chết thật, sao lúc mới mất không gọi ta xuống liền, để đến bây giờ còn làm thế nào được nữa. Người xem, trong xóm hiện nay có ai mới mất không? Dạ, có một người hàng thịt mới mất tối hôm qua. Ôi ông ơi là ông ơi. Được rồi, ta sẽ kiếm cách làm cho chồng nhà ngươi sống lại. Nhưng là trong bộ dạng của người hàng thịt kia, đã đến nước này thì đành vậy. Chỉ cần chồng tôi sống lại, dù là trong hình hài nào cũng không quan trọng. Chuyện gì thế này? Người chết sống lại ư? Ở đây là đâu thế này? Chồng tôi, ông ấy sống lại rồi. Ông đi đâu thế? Mình ơi, tôi sống rồi, tôi trở về với mình đây. Ôi, ông nó, chuyện này là thế nào? Tôi mới là vợ ông cơ mà. Chị nói gì thế? Đây mới là vợ tôi. Sao có thể như thế được? Thật ra chuyện là thế này. Thì ra là vậy, cũng may nhờ có thần đế thích ta mới được hồi sinh trở lại. Chồng tôi sống lại là phúc phận của ông ấy. Cô đừng hòng dùng mấy lời bịa đặt đó lừa gạt chúng tôi. Sau lần chết đi sống lại này, người này đã không còn là chồng của chị nữa rồi. Đây là Trương Ba, chồng tôi. Ông là chồng tôi, sao ông nỡ phụ bạc tôi? Dù sao chúng ta cũng đã sống với nhau mấy chục năm tình nghĩa. Tôi là Trương Ba, tôi không phải anh hàng thịt. Chuyện gì mà ồn ào thế? Ông hàng thịt tưởng đâu chết rồi, bỗng nhiên sống lại. Kỳ lạ thật. Các cô các bác vào làm chủ giúp nhà tôi, rõ ràng ông ấy là chồng tôi, vậy mà giờ cô ta cứ nhất quyết nhận là chồng mình. Đúng rồi, sao lại vô lý thế được? Chuyện đã đến nước này, chúng ta hãy đem lên quan phủ để nghe phân xử vậy. Người này là anh hàng thịt, nhưng bản thân anh ta lại nhận mình là Trương Ba, khó phân xử thật. Chắc chắn ông chồng tôi và cô ta viện cớ này nọ để gian díu với nhau, mong quan trên phân xử lấy lại công bằng cho tôi. Chồng chị ngày thường làm nghề gì? Bẩm quan, chồng tôi chỉ thạo nghề mổ lợn thôi ạ. Còn chồng chị ngày thường làm nghề gì? Dạ thưa, chồng tôi chỉ thạo đánh cờ mà thôi.
Người đâu? Mau đem một con lợn đến đây cho anh ta mổ, rồi đi tìm cho ta mấy người giỏi cờ đến tỉ thí với anh ta. Tôi thật sự không làm nổi chuyện này. Ông đừng có làm bộ làm tịch nữa. Bình thường với con lợn này, ông chỉ làm một loáng là xong cơ mà. Đó là với chồng chị, còn với người đọc sách, chơi cờ như ta, đâu quen làm mấy việc hung bạo như thế. Chiếu tướng, ngài đúng là cao cờ hiếm có, ta xin nhận thua. Xưa nay, ông có biết chơi cờ đâu. Chẳng lẽ ông thật sự... Không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là Trương Ba. Ta cho phép nhà ngươi được trở về nhà, sống đúng với thân phận của mình. Cảm tạ ngài đã phân xử anh Minh. Người này giờ chỉ có thân xác là chồng chị, tâm tính đã hoàn toàn là người khác rồi. Dù cố gắng thế nào, cuộc sống gia đình cũng không thể hạnh phúc. Tôi biết chị cảm thấy mất mát thế nào, nhưng mong chị hãy suy nghĩ thấu đáo để bớt đau buồn. Cớ sự đã đến nước này, thôi thì đành vậy. Hoài niệm của ba. Châu Âu không khí mát lành, khí hậu ôn hòa. Bạn có thể dạo bước đi bộ trên con phố lát gạch cổ đã hàng trăm năm, viếng thăm những pháo đài xinh đẹp, cổ kính. Nam, con đang xem gì thế? Ba ơi, lại đây xem này, thành phố này đẹp quá. Con ước gì mình được đến đây một lần, ba ạ. Sao cơ, con muốn đến thăm một thành phố châu Âu ư? Ước mơ đấy không nhỏ đâu. Nhưng nếu con thật sự mong muốn điều đó, thì con phải học thật giỏi, để sau này con đi làm, phấn đấu được nhiều tiền. Chắc chắn con sẽ thực hiện được thôi. Ước mơ của con to và cũng xa xỉ quá đấy. Ba cứ chờ đó mà xem, con sẽ làm được. Lúc đó con sẽ đưa ba đi cùng. Kiếm tiền sang châu Âu đã rất tốn kém rồi, sao con lại còn muốn ba đi cùng? Đắt đỏ lắm đấy. Con thấy ba suốt ngày đi làm vất vả, chẳng bao giờ con thấy ba được nghỉ ngơi. Con đi làm, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, khi ấy nhất định ba con mình sẽ cùng nhau đi du lịch. Ôi, con trai, con hứa với ba đấy. Nhiều năm sau. Sao thằng bé về muộn thế? Không biết đã ăn uống gì chưa? Ba ơi, con về rồi. Sao về muộn thế hả con? Đã ăn gì chưa? Con ăn tối rồi, con lên phòng trước đây. Ăn rồi thì ở lại ngồi với ba cho vui. Ba ăn đi, con còn phải sắp xếp một vài thứ trên phòng. À, mà phải rồi, con vừa mới sắp xếp một chuyến du lịch cho ba con mình sang châu Âu rồi đấy. Mấy hôm nữa là bay. Thật thế hả con? Thôi, con lên phòng đây. Nhưng bà có chuyện muốn nói với con. Thì ra nó bận rộn cũng chắc vì lý do này. Thằng bé vẫn còn nhớ đến những điều mơ ước ngày xưa và muốn thực hiện điều đó. Nhưng mình vẫn muốn nói chuyện với nó mà, cũng không được sao? Đây là món Nam thích, mình nên để phần mai thằng bé ăn mới được. Phải dặn thằng bé trước. Em an tâm đi, anh lo được mà. Qua đấy anh với em sẽ đi khắp nơi, đến cả thành Rome, sông Vence. Sao cơ? Ba anh à, thì anh sẽ đưa tiền cho ông đi chơi đâu thì thích. Dù gì anh cũng hứa là sẽ đưa ông sang bên ấy chơi một lần cho biết rồi. Em an tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mà. Ừ. Chắc thằng bé lại về muộn nữa rồi. Ba ơi, ba. Trời đất, hôm qua mình đã dặn ba rồi mà. Sắp đến giờ ra sân bay rồi, mà lại không thấy ba đâu cả. Thế này có bực không cơ chứ? Nam à, có lẽ ba không đi chuyến du lịch này với con được. Lúc ba biết, con vẫn nhớ đến những ước mơ và lời hứa khi còn nhỏ. Ba vui lắm. Ba rất muốn được cùng con đi đến những nơi ba chưa bao giờ được đến. Ba rất muốn cùng con dành những khoảng thời gian cho nhau. Ba rất muốn được nghe con hỏi thăm ba, cười nói cùng ba.
Nhưng ba nhận thấy bây giờ con đã không còn quan tâm ba như trước nữa. Đôi khi ba chỉ muốn cùng con ăn một bữa cơm tối chung với nhau, mà không ngừng trao đổi dăm ba câu chuyện cũng không xong. Ba sẽ qua nhà bác Hoa ở mấy hôm, con đi du lịch nhớ mua quà về cho ba và bác nhé. Ba ơi, ba! Mùa khô trên đồng cỏ. Mẹ ơi, con mệt quá, khát quá, con không đi nổi nữa rồi. Mẹ biết mà, nhưng chúng ta cần theo kịp đàn để sớm tìm ra hồ nước và đồng cỏ. Cố lên con. Mọi người, hãy cố gắng lên. Chúng ta cần phải đi tìm vùng cỏ mới. Càng trì hoãn, chúng ta sẽ càng có nguy cơ chết đói, chết khát. Chị Sương Ngắn, chị có sao không? Nào, đứng dậy nào, cố lên. Tôi bị chẹo chân rồi, không thể đứng lên được nữa. Thủ lĩnh ơi, chị Sương Ngắn bị chẹo chân rồi. Mọi người, hãy qua bóng râm bên kia nghỉ chân một chút. Nghỉ làm gì? Chúng ta cần phải tiếp tục đi tìm hồ nước và vùng cỏ ngay đi chứ. Chị Sương Ngắn bị chẹo chân, không thể đi được nữa. Cậu không thấy à? Chờ chị ta khỏi đau thì biết đến bao giờ. Cả đàn sẽ chết dần mất. Tôi không muốn nghỉ đâu. Tôi muốn đi tìm hồ nước ngay. Ở đây có rất nhiều trẻ em và người già, họ đều đã quá mệt, cần phải nghỉ chân mới có thể đi tiếp. Nếu vậy mọi người cứ ở lại nghỉ, tôi sẽ đi một mình tìm hồ nước trước. Không được đâu cậu Sừng Nhọn, cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải đi cùng đàn mới an toàn được. Tôi khỏe mạnh uy dũng thế này, tôi chẳng sợ gì cả. Chẳng có mối nguy hiểm nào ngăn cản được tôi. Mọi người nói đúng đấy, cậu đừng có ngoan cố nữa. Nếu cậu muốn sống, hãy ở lại nghỉ chân rồi đi cùng đàn. Không, tôi thừa sức chống lại bọn chúng. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Sao đi mãi vẫn chưa thấy hồ nước? Mình nhớ là đi theo hướng đông sẽ tới mà. Không sống rồi, sao lại có bầy sư tử đông thế này? Cứu tôi với, cứu tôi. Sừng Nhọn, cậu có sao không? Chúng tôi biết ngay cậu sẽ gặp nguy hiểm mà. Cho nên nghĩ được một lúc, tất cả mọi người đã cố hết sức tiếp tục đi để theo kịp cậu. May mà đến kịp giải cứu cho cậu. Xin lỗi mọi người, tôi thật quá nông nổi vì đã không nghe lời mọi người. Tự cho mình là kẻ mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã cứu tôi, không bỏ rơi tôi. Thôi, hãy bám sát nhau, tất cả tiếp tục lên đường. Một bước sai lầm. Xem ra anh ấy cừ khôi quá, đúng là không hổ danh thợ săn tài giỏi nhất làng ta. Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ gặp may thôi. Hôm nay tôi không vào rừng thôi chứ, tôi mà đi săn thì con heo kia đã gục với con tên của tôi, chứ đâu đến lượt cô Rô. Này, Masu, cậu nói thế thì biết vậy. Chứ ở làng này, tài cán của ai thế nào, mọi người cũng biết cả mà. Ông chỉ được cái. Này, cậu nói như vậy với người lớn tuổi là không được đâu. Cứ đợi đấy, mai kia tôi vào rừng rồi xem. Săn được con heo rừng thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Hôm nay mình quyết chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Lũ chim nó rành thế. Mình đã đi rất sâu vào rừng rồi, sao chưa thấy con thú nào nhỉ?
chậm mất một bước rồi. Con thỏ rõ là béo, quả cũng không dễ. Mình lỡ lời nói sẽ săn được con thú lớn rồi, mà không được thì sao đây? À, con mồi xuất hiện rồi. Đích thị heo rừng, chắc to lắm đây. À, sao lại là... Trời ơi! Trời ơi, mình đã gây họa lớn rồi. Phải làm sao đây? Phải trốn thôi, chắc không ai biết đâu. Mấy bữa không thấy mọi người, ác sẽ đi tìm và nghĩ cụ ta hái thuốc trong rừng gặp chuyện thôi. Nhưng mà mọi người ai cũng biết hôm nay mình đi săn. Trời ơi, thế này thì mình không thể về làng được. Chắc chắn cô Rô và mọi người sẽ đoán ra và không bao giờ tha thứ cho mình. Thời gian sau. Đứng lại, ta phải trả thù. Xin tha cho tôi, đó chỉ là tai nạn thôi mà. Tôi hối hận lắm rồi. Tha cho tôi. Tha mạng. Mình phải làm sao đây? Từ ngày bỏ làng ra đi, ngày nào cũng ác mộng ám ảnh. Chả nhẽ cuộc đời của mình sẽ chết rũ ở đây sao? Trời ơi, chỉ còn một cách. Hả? Hồn của chim, xin cụ tha mạng, con biết tội của con rồi. Con về tạ tội với cụ đây, cụ sống khôn thác thiên. Ra là cậu Masu à? Là cụ chim thật sao? Người làng ta xưa nay vốn bao dung, đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ chấp kẻ chạy lại. Cậu hãy đứng dậy vào nhà đã. Cũng may lần đó có người tìm thấy ta, và ta đã may mắn qua khỏi. Cụ chim ơi, con ân hận lắm. Chỉ vì quá sợ hãi, con đã rời bỏ làng, vào sâu trong rừng để ở. Nhưng không ngày nào qua đi mà con không bị ám ảnh bởi chuyện ngày đó. Cụ tha cho con. Ta biết đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, nhưng cậu sai hơn là khi quay lưng bỏ đi khi ở trong rừng. Matsu, là ngươi sao? Thật là to gan, đã gây chuyện còn bỏ mặc người bị nạn trốn đi. Thật thất đức và hèn hạ, tôi không thể tha được. Cô Rô, bình tĩnh đã cháu. Chẳng phải ông vẫn khỏe mạnh đó sao? Matsu đã biết hối cải và quay về nhận tội. Ta thiết nghĩ cũng không nên hẹp hòi làm gì. Matsu, cậu biết đấy, làng ta gây dựng và lớn mạnh đến ngày hôm nay là nhờ luôn bảo vệ cho nhau, không bỏ nhau khi hoạn nạn. Cậu hãy nhớ lấy cái sai của mình để làm bài học mà sống tiếp. Còn cô Rô, con và mọi người hãy nên rộng lượng và tha thứ cho Matsu. Nếu cứ nuôi hận thù thì bản thân rồi cũng chẳng thanh thản gì, có phải không? Cháu hiểu rồi ông à. Thôi, như ông tôi nói, từ giờ trở về làng rồi, cậu hãy sống đúng truyền thống của làng ta, đừng để phạm sai lầm nữa. Cảm ơn cụ Chim. Cảm ơn cậu cô Rô. Hoa thiên lý. Tiếng sáo của chàng thật êm dịu, lôi cuốn. Lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng sáo khiến tâm hồn ta xao động như vậy. Ta phải có được chàng. Trời lạnh lắm đấy, chàng mặc thêm áo vào. Ngày mai chàng lên huyện thi rồi, chàng phải giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn nàng, lần này đi thi ta nhất định sẽ thổi sáo thật hay, giành giải đem về tặng nàng. Để xem các ngươi vui vẻ được bao lâu. Nàng ấy sẽ rất vui khi biết mình giành được hạng nhất trong kỳ thi thổi sáo lần này. Chàng ơi! Nàng ra đón ta ư? Vâng, em ra đón chàng. Ta có tin vui cho nàng đây. Ta đã giành hạng nhất cuộc thi thổi sáo đấy. Thật sao? Em biết mà, tiếng sáo của chàng là tuyệt nhất. Em đã nấu cho chàng rất nhiều món ngon ở nhà. Chúng ta cùng về thôi. Ừ, chúng ta về thôi. Gì thế kia? Chàng về rồi hả? Trời, chuyện này là sao chứ? Chàng ơi, em mới là vợ chàng cơ mà. Tại sao lại có một người nữa giống hệt như em thế kia? Cô là ai mà biến thành vợ tôi? Không, em mới là vợ chàng. Em là Lý đây.
chàng xem. Đây là chiếc trâm chàng đã tặng em mà. Đúng rồi, đó là chiếc trâm ta tặng nàng. Vậy thì cô là người nói dối? Cô là ai? Sao chàng lại nghi ngờ em? Em cũng tên là Lý. Chiếc trâm mà chàng tặng em đây, em vẫn luôn cất giữ bên mình. Vậy là sao? Ai mới là vợ ta đây? Ông ơi, ông giúp cháu với. Cậu có chuyện gì thế? Chuyện là không hiểu sao lại xuất hiện hai người giống hệt nhau nhận là vợ cháu. Giống như hai giọt nước, đến cả cây trâm cài tóc cháu tặng cũng giống nhau. Cháu không thể phân biệt được. Ông là bậc cao niên, nhiều vốn sống. Xin ông hãy giúp cháu. Được rồi, ta sẽ có cách giúp cậu. Vợ ắt hẳn là người hiểu rõ chồng mình thích ăn gì. Bây giờ trong ba bát canh mùi vị khác nhau này, các cô không được nhìn, chỉ được ngửi. Xem bát canh nào chồng mình thích ăn nhất thì hãy gật đầu. Các ngươi không biết là mắt trắng của ta có thể nhìn xuyên qua vải sao? Cô vợ thật kia vừa chọn rồi, ta chỉ việc làm theo thôi. Hả? Cả hai cùng biết, vậy phải làm sao đây? Vậy ta sẽ có cách khác. Giờ ta sẽ cho ba chàng trai đi qua đường. Nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng thì người đó là vợ thật. Ai gọi sai là vợ giả sẽ phải chịu tội. Đường ở xa và nhỏ thế kia, làm sao ta có thể đoán được? Thôi được, khi nào cô ta cất tiếng gọi chồng thì mình sẽ bắt chước gọi theo ngay lập tức. Như vậy lão già kia làm sao mà nhận ra được? Người thứ hai rồi mà cô ta vẫn không gọi. Vậy thì chắc chắn người thứ ba là chồng mình rồi. Mình phải nhanh gọi trước mới được. Chàng ơi, chàng! Kia đúng là chồng tôi rồi. Trong ba người, cô không nhận ra ai là chồng mình sao? Dạ thưa ông, chồng cháu thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Nhưng ba người này không có ai là chồng cháu cả. Hả? Thì ra cô chính là kẻ giả mạo. Trong ba chàng trai đó không có ai là chồng của cô cả. Cô là loài yêu quái gì? Mau hiện nguyên hình đi. Thì ra nó là một con rắn biến hình. Chàng ơi, em ở đây. Đúng là nàng đây rồi. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Cảm ơn các bác. Ồ, nhà cô Lý có cây hoa gì vừa thơm lại vừa đẹp thế này? Ơ, sao tự dưng nhà mình lại có cây hoa lạ này từ bao giờ thế nhỉ? Loại hoa này lạ lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Tôi cũng vậy, chúng ta nên đặt tên cho nó. Nhành hoa hình sao, hương thơm dịu ngọt, lại mọc lên đúng vào ngày hai vợ chồng trẻ vừa trải qua kiếp nạn. Vậy ta sẽ đặt tên là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng mình. Hay quá, hay quá!